Đau ghê á. Cô lên, mặt em nhiều quá mà muốn cứng không ạ? Rửa mặt không khó chịu à? Dạ sao chị? Mà nhiều cái này rửa mặt không khó chịu à? Dạ có chứ. Mà sao không đi lấy? Em tự nặng ở nhà nên em bị thâm nhỉ. Ở nhà nó đâu có ra hết chân được đâu mà. Sao bữa nay lại quyết định đi lấy? Em cũng không biết nữa. Em thấy bên cái bay nhìn đâu rồi. Mà đi làm không có thời gian nữa. Chiều nay em ốp em đi là đi lấy luôn. Đi mà tính để mặt tay ăn tết luôn à? Mặt em ở nhà lấy nó còn banh nữa em nhiều nữa. Em ở nhà tụi lấy không bao giờ hết chân được hết á. Nó cứng nó sâu ở trong á. Đúng rồi. Em xếp mấy cái bộ áo dài của em mang về đi, để trên này làm gì? Tính đi làm mấy nữa hả? Để đây thì xếp gọn vô. Đồ không mặc mà treo làm gì? Ủa khoa hẹn 5 giờ mà. Khoa kia hả? Từng chế anh Khoa chứ. Thank you.